Xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Nghề được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm trên kênh HTV1. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua 30 phút của mỗi chương trình thì chúng ta được gặp gỡ và trò chuyện với các vị khách mời để hiểu rõ hơn về công việc họ đang làm, để cùng yêu, cùng cảm và cùng chia sẻ với họ trong hành trình mà họ đang đi, để cùng nhau hướng về một tương lai với nghề nghiệp phát triển và ổn định. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị hai công việc rất là thú vị ạ. Công việc đầu tiên đó là của những người kinh doanh đá phong thủy và những bí mật đằng sau câu chuyện phong thủy. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện của những người kinh doanh các thiết bị về nhà bếp và thi công các cái công trình bếp cho khách sạn, nhà hàng. Vậy thì có những lời khuyên gì cho quý vị liên quan đến câu chuyện này? Đây sẽ là những nội dung trong chương trình Chuyện Nghề ngày hôm nay. Và để biết hai vị khách mời này là ai, mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh ngay sau đây. Chuyện Nghề là chương trình thú vị. Trong thời gian vừa qua, Chuyện Nghề đã mang đến rất nhiều câu chuyện về đủ mọi ngành nghề khác nhau. Qua đó, mỗi số của chương trình khái quát được niềm đam mê trong công việc của tất cả mọi người. Và trong tuần này, Chuyện Nghề sẽ mang đến bức tranh màu sắc của nghệ nhân đá quý. Có thể nói người kinh doanh lĩnh vực đá quý được xem là những nghệ nhân, bởi ngoài lợi nhuận thương mại, người làm kinh doanh đá quý được xem là người nghệ sĩ. Làm sao để cảm nhận được hồn đá, hiểu nguồn gốc của đá, hình dung ra được hình dáng đá cần có khi chế tác. Bản thân người kinh doanh trong lĩnh vực này còn phải có sự tỉ mỉ, kiến thức phong phú về các loại đá. Bởi vì mỗi loại đá đều có những đặc tính khác nhau, độ bền, độ cứng cũng không giống nhau. Và hình dáng từng đá phong thủy cũng nói lên cái hồn mà từng viên đá có được. Chính điều này, người kinh doanh đá quý cần có một tâm hồn phong phú và nhạy cảm với đá. Xuất phát từ tình yêu mãnh liệt dành cho đá. Có thể nói nghề kinh doanh đá quý mang đặc thù riêng, không giống với bất kỳ ngành nghề nào. Và để hiểu hơn về đá quý, hiểu hơn về niềm đam mê của những người kinh doanh đá quý, Chuyện Nghề tuần này sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện thú vị về người yêu đá, gắn bó với lĩnh vực kinh doanh đá quý. Mỗi một số của Chuyện Nghề, những người làm chương trình đã mang đến cho khán giả xem đài một bức tranh đa sắc về tất cả các ngành nghề khác nhau. Và tuần này, chương trình Chuyện Nghề tiếp tục mang đến cho khán giả quen thuộc một lĩnh vực mới, trang trí nội thất, đặc biệt nội thất dành cho gian bếp. Có thể nói, để thành công với nghề kinh doanh các thiết bị nhà bếp, người làm nghề không chỉ cần có kiến thức vững chắc trong lĩnh vực nội thất mà còn phải am hiểu về công năng tiện dụng, các kỹ thuật và sự phù hợp của các thiết bị nhà bếp. Các thiết bị nhà bếp đòi hỏi người kinh doanh phải hiểu được đặc tính của từng sản phẩm, sự kết hợp giữa các vật dụng khác nhau sao cho hài hòa căn bếp. Với một người hiểu về nội thất sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình lựa chọn, xem xét, thiết kế của khách hàng. Và việc nhìn nhận đánh giá căn bếp đẹp luôn mang lại nhiều ý nghĩa khác nhau, làm cho gian bếp trở nên hoàn hảo trong chính căn nhà. Tất cả những kiến thức cần có của một người kinh doanh lĩnh vực nội thất bếp sẽ được chương trình Chuyện Nghề tổng kết chi tiết, cụ thể qua khách mời đặc biệt. Bản thân khách mời đã có kinh nghiệm, họ sẽ chia sẻ thông tin, hướng dẫn cụ thể, kiến thức cần chuẩn bị cho một người sẽ và đang có ý định kinh doanh lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Thông qua đó, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về những việc mà bản thân cần phải làm trước khi quyết định đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới. Thưa quý vị, ngay sau đây Bích Nga mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời trong chương trình nhé. Xin được giới thiệu với quý vị và khách mời đầu tiên, đó là chị Nguyễn Thị Hoài Duyên, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn đá phong thủy Như Ý. Xin chào chị Bích Nga, chào khán giả của HTV1. Xin được giới thiệu với quý vị vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, đó là anh Đỗ Vĩnh Sĩ, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Sĩ Phú. Xin chào chị Bích Nga và xin chào khán giả HTV. Vâng ạ, ngày hôm nay rất là cảm ơn cả hai anh chị đã đến tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay để giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc hiện nay mà hai anh chị đang làm ạ. Mở đầu vô chương trình chắc là Bích Nga hỏi một câu nó không phải theo cái mô típ thường ngày của Chuyện Nghề đi ạ. Xin được tìm hiểu về con người của hai anh chị trước để xem mình có phù hợp với cái công việc mà mình đang làm hiện nay đang hay không. Nếu mà được dùng 3 tính từ ngắn gọn nhất để miêu tả về bản thân mình thì anh chị sẽ nói gì? Chắc là Lady First ạ, mời chị Duyên ạ. Có lẽ là mình xin được
chia sẻ là mình sẽ dùng ba từ, đó là người thành công. Trải qua rất là nhiều những cái thử thách cũng như là nỗ lực hết mình để hôm nay mình có một cái vị trí trong cái lĩnh vực đá phong thủy, thì mình nghĩ là từ thành công là xứng đáng. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Như vậy thì anh Sử có chọn cho mình ba cái từ khác, có thể là ba tính từ chứ không nhất thiết là phải một từ để nói về bản thân mình. Tính cách của tôi là vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Dạ, vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Như vậy thì nó có phù hợp với công việc hiện nay anh đang làm không? Cũng chính vì ba cái tính cách đó mà tôi thích hợp với cái nghề làm bếp. Dạ. Và nó tiếp cận khách hàng nó dễ dàng. Nhưng mà cơ duyên nào đưa anh đến với công việc này? Nói chung là làm bếp thì nói chung là phải có cái đam mê. Thì trước đây mình cũng làm một cái công ty của nước ngoài, về của Sakura. Thì làm được cũng 12 năm. Thì mới ra thành lập một công ty riêng. Thì công ty Đại Sĩ Phú thì chuyên phân phối về tất cả các thiết bị nhà bếp. Và ngoài ra mình cũng có sản xuất thêm cái hệ thống bếp khè và bếp công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu thị trường ngày càng phát triển ở Việt Nam, yeah, ở các đô thị lớn bây giờ. Dạ, yeah. Nghĩa là công việc của anh là phân phối và cũng sản, cung cấp dịch vụ và nữa. Sản xuất nữa. Dạ, yeah, và sản xuất luôn. Sản xuất bếp khè. Dạ. Yeah. Bếp khè bếp công nghiệp mang thương hiệu Akia. À, dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Sử rất nhiều ạ. Còn đối với câu chuyện của chị Duyên thì như thế nào ạ? Có phải là cái sự thành công nó là một cái yếu tố cần phải có để mà mình nói cho nó uy tín trong cái câu chuyện mình là người kinh doanh hoặc là buôn bán các vật phẩm liên quan đến phong thủy không chị? Theo mình nghĩ thì ý nghĩa sâu xa của phong thủy đó là cải vận. Nếu như cái người đầu tiên, người làm giám đốc công ty mà không có may mắn từ cái yếu tố về phong thủy thì mình không thể nào tư vấn cho khách hàng được, cũng như là không tạo được niềm tin đối với khách hàng. Dạ. Như vậy thì câu chuyện mà chị đến với công việc hiện nay mình đang làm như thế nào ạ? Theo mình nghĩ thì khi mà bén duyên với cái mảng lĩnh vực kinh doanh đá phong thủy á, thì không phải là mình chọn nghề mà nghề chọn mình. Thì cũng rất tình cờ thôi, trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng gặp một số biến cố trong cuộc đời. Thì mình tìm đến đá phong thủy giống như là một cái sự cứu vớt về tâm hồn. Thì khi mà mình tìm tới thì mình rất là thành tâm, mình rất là tin. Và một thời gian sau đó thì mình cảm thấy rất là đam mê với cái lĩnh vực này, mình đã tìm hiểu về các loại đá cũng như là tìm hiểu về kiến thức về phong thủy và đọc rất là nhiều sách. Dạ, như vậy nó là một cái neo rất là vững chắc cho mình để mình đi theo cái công việc này, chứ không phải là rất nhiều những cái sự lựa chọn khác, ví dụ như là kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh thời trang nè, đối với nữ của mình thì thường là như vậy. Phải như vậy không ạ chị Duyên? Đúng rồi. Dạ. Tại vì cái mình muốn là mang lại những cái điều may mắn đối với những người đang cần về yếu tố về tâm linh. Thực sự là để thành công thì có rất nhiều yếu tố về năng lực, về kinh nghiệm. Thì ngoài cái yếu tố đó ra thì mình cần thêm một chút may mắn nữa. Nhớ lại những ngày đầu mà mình khởi nghiệp đó, thì theo hai anh chị thì đâu là cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất đối với mình và cộng sự ở những thời điểm đó ạ? Mời anh Sĩ ạ. Cái khó khăn mà đầu tiên công ty Đại Sĩ Phú gặp vấn đề là cạnh tranh về giá cả. Khi mình ra thương trường thì hiện giờ trên thị trường nó rất nhiều thương hiệu, thì cái cạnh tranh về giá cả thì rất là khốc liệt trên thị trường hiện nay. Thì mình là cũng là một người sale nên khi đi thị trường mình cũng hiểu về sự cạnh tranh khốc liệt của nó. Thì sự cạnh tranh của nó về, nếu mà người tiêu dùng thì người ta sẽ không biết cái sản phẩm nào là tốt, sản phẩm nào là không tốt. Thì chỉ có dân trong nghề thì mới biết được cái chất lượng. Nhiều lúc người ta hạ giá thành sản phẩm xuống mà vẫn ra một cái bếp, nhưng mà chất lượng thì không có. Thì riêng về Đại Sĩ Phú thì không có làm điều đó được. Thì Đại Sĩ Phú lấy cái vấn đề chất lượng là đi tiên phong trong xây dựng thương hiệu Akia của mình. Dạ. Yeah. Đây là cái khó khăn nhất, đầu tiên là về giá cả. Dạ. Yeah. Thứ hai là về cạnh tranh về thương hiệu. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu mà gọi là phải hàng ngàn thương hiệu á. Nên mình, người tiêu dùng họ không biết là lựa chọn như thế nào. Còn riêng Đại Sĩ Phú thì đi theo một cái định hướng là về chất lượng, người thật, giá trị thật, việc thật. Dạ, nghĩa là chúng ta làm thật và chúng ta tự tin với cái điều mà mình làm. Đúng rồi. Cảm ơn anh Sĩ rất nhiều. Còn chị Duyên thì sao ạ? Thời điểm ban đầu lúc mà mới thành lập Đá Quý Phong Thủy Như Ý thì cái khó khăn lớn nhất của chị và cộng sự là gì? Thời điểm ban đầu khi mà Duyên kinh doanh đá phong thủy, thực ra cái yếu tố lúc đó là khó khăn nhất là về vốn. Bởi vì mình kinh doanh
không có đồng vốn nào trong người hết. Từ đầu là bán hàng online, sau đó thì khó khăn về giá. Tại vì trên thị trường bây giờ cái mảng đá phong thủy rất là hot. Cái thị trường đá mà chất lượng kém, giá rất là thấp. Mà còn mình thì hàng chất lượng cho nên giá nó cao hơn rất nhiều, cao lên gấp khoảng 10 lần. Thì do vậy thì lúc đầu thì khách hàng chỉ nghe về giá thôi, họ đã lắc đầu rồi. Nhưng mà rồi mình quyết tâm, mình đưa cái chất lượng lên hàng đầu, mình đưa những cái sản phẩm chất lượng đối với đến với khách hàng. Sau một khoảng thời gian 1 năm thì đến bây giờ thì khách hàng đã quen dần với thương hiệu của Như Ý và cũng quen dần với cái hàng chất lượng cũng như giá. Thì Duyên vẫn tư vấn khách hàng là tiền nào thì của đó, không có cái gì tốt mà rẻ. Cái yếu tố cuối cùng là cái yếu tố về thương hiệu. Cũng có rất nhiều thương hiệu cùng kinh doanh mặt đá phong thủy. Thì mình là một cái doanh nghiệp trẻ mới, khách hàng chưa biết tới nhiều. Nhưng mà mình xây dựng từ những cái viên gạch đầu tiên thật vững chắc thì sau này thì mới phát triển bền vững được. Yếu tố cuối cùng là yếu tố về con người. Lúc đầu thì Duyên có hai bạn cộng sự. Và đến năm nay 2 năm thì bên Như Ý đã có 24 bạn nhân viên kinh doanh. Và hai bạn làm việc rất là tâm huyết, rất nhiệt tình. Cái đó là cái mà bên Như Ý thành công nhất đến bây giờ. Đối với anh Sĩ thì anh Sĩ có thể cho Bích Nga biết được những lời khuyên khi mà mình lựa chọn những cái thiết bị nhà bếp cho bản thân mỗi gia đình của mình để đảm bảo yếu tố vừa công năng sử dụng mà đồng thời là cái thời hạn sử dụng nó cũng lâu bền nữa. Thì những cái bí quyết đó là gì ạ? Trước tiên mà để mua một cái sản phẩm về thiết bị nhà bếp á, là đầu tiên á, mình phải xem mối xuất xứ của nó. Xuất xứ thì hiện giờ thì sản phẩm nó có nhiều xuất xứ từ châu Âu, từ Trung Quốc. Thứ hai là cái mẫu mã. Thứ ba là cái tính năng. Thì những cái tính năng thì những cái bếp bây giờ, những cái bếp công nghệ mới bây giờ như bếp điện từ, bếp hồng ngoại, thì những bếp điện từ thì nó trước đây thì người dân mình là quen là sử dụng những cái mấy cái nồi hay là cái đồ thủ công như là bằng sứ sành thì chỉ dùng được những cái bếp hồng ngoại thôi. Còn cái bếp điện từ nó bắt buộc là phải dùng nồi inox, thì khi mình để cái nồi inox lên nó mới tích điện. Thì bây giờ mạng công nghệ 4.0 thì bây giờ những cái thiết bị hiện đại bây giờ thì nó giúp cho con người ta như là tiết kiệm được thời gian nấu nướng cũng nhiều lắm á. Và có khi là mình bỏ cái bếp đó mình đi chơi đâu cũng được. Hiện nay là mọi người quan tâm nhiều đến cái yếu tố an toàn trong những cái sản phẩm nhà bếp anh. Thì mình sẽ dựa trên những cái tiêu chí nào để đánh giá là đó là một cái sản phẩm an toàn? Thì thứ nhất là cái yếu tố chất lượng. Chất lượng nó sẽ liên quan tới vấn đề an toàn. Thì khi mình mua những cái sản phẩm mà chất lượng á, thì nó có những cái tính năng gọi như là an toàn, như là tính năng chống tự ngắt nè, chống trào nước khi mình nấu, rồi tính năng tự ngắt, rồi tính năng mà tự dừng, hoặc là chức năng tự nhận diện cái nồi, nó nhiều chức năng. Và một cái chức năng mới bây giờ là chế độ mà inverter, là tiết kiệm điện á, Euro 5 bây giờ. Người tiêu dùng có thể dùng mua những cái bếp điện từ hoặc phòng ngồi nó tiết kiệm điện. Cảm ơn chia bảo vệ môi trường. Cảm ơn anh Sĩ rất nhiều. Còn đối với một cái mảng nữa, đó là mảng mình lắp đặt công nghiệp cho nhà hàng, cho khách sạn nè, thì lời khuyên của anh cho những cái nơi này để chọn được một cái hệ thống bếp nó ổn định, an toàn và đảm bảo hiệu suất. Đối với cái hệ thống mà nhà hàng công nghiệp á, thì cái vấn đề an toàn là mình đưa lên hàng đầu. Vì là cái hệ thống công nghiệp là sử dụng thường xuyên. Và thứ hai là cái chất lượng của cái sản phẩm. Thì bên công ty Đại Sĩ Phú là đưa ra tiêu chí sản phẩm là thứ nhất là phải an toàn, chất lượng, giá cả thì cũng phải hợp lý nữa. Thì trong quá trình thi công thì cái độ an toàn thì là mình đưa lên hàng đầu nhất. Nên toàn bộ những linh kiện mà bên công ty Đại Sĩ Phú nhập về là hàng nhập từ nước ngoài về. Nên khi thi công là mình lắp đặt cho mấy hàng là sau khi mình có cái chương trình bảo dưỡng cho khách hàng định kỳ 1 năm, 2 năm để người ta họ an tâm. Và thứ ba là cái uy tín của công ty phải đặt lên hàng đầu. Cảm ơn anh. Quay trở lại với câu chuyện của đá phong thủy Như Ý ạ. Như Ý là mọi việc đều Như Ý hết nè. Và như chị Duyên cũng đã nói ngay từ đầu thì phong thủy nó là niềm tin. Đúng rồi. Như vậy thì câu chuyện mà gọi là mình đi bán niềm tin nó như thế nào trong câu chuyện mình kinh doanh các vật phẩm phong thủy chị ạ? Đó là cái lĩnh vực của mình nó không có giống những cái sản phẩm khác. Nó có một cái đặc thù rất là riêng. Vì mình kinh doanh trên cái niềm tin của khách hàng. Mà khi mà
mà mình bán cái niềm tin, cũng như là từ khách hàng họ tin tưởng mình, ngược lại thì mình cũng trao cho khách hàng cái sự tin cậy. Bên cạnh cái việc mà mình bán một cái chuỗi bóng đá phong thủy thì mình cũng giống như là một cái người bạn chia sẻ với khách hàng, tháo gỡ những cái khó khăn trong cuộc sống. Thực ra phong thủy nó là tại tâm. Nếu như tâm của khách hàng thoải mái, những cái việc trong cuộc sống họ được tháo gỡ thì tất nhiên là những cái may mắn họ sẽ tìm tới với khách hàng của mình. Dạ. Đối với một người muốn lựa chọn một cái vật phẩm phong thủy mà nó hợp với mệnh của mình á, thì không biết là chị Duyên sẽ tư vấn như thế nào ạ? Thường thì khi mà mình tư vấn cho khách hàng á, thì mình không có vào đề bằng cái cách là mình sẽ nói về sản phẩm. Mình sẽ nói chuyện với khách hàng về những cái xung quanh. Ví dụ mình hỏi năm sinh và mình hỏi công việc của họ. Mình hỏi họ là những cái vướng mắc trong cuộc sống mà họ tìm tới phong thủy. Bởi vì khi trước đây mình tìm tới phong thủy khi mình cũng có một cái vấn đề trong cuộc sống. Thì mình nói chuyện với khách hàng giống như là một người bạn. Và sau đó thì cái yếu tố tâm linh là yếu tố cuối cùng. Thực ra là mình phải thay đổi cái suy nghĩ của khách hàng trước. Và sau đó thì mình mới sử dụng đến đá phong thủy. Dạ, như vậy là Bích Nga thấy chị có một cái lối dẫn tâm lý để từ từ đi vào trong lòng của khách hàng một cách nó nhẹ nhàng. Chứ nó không phải giống như những nơi khác là bạn sinh năm nào, mạng gì, bắt buộc là phải đeo cái màu đấy, đúng không? Nó như là một công thức. Dạ. Cái đó thì là mình tập trung vào bán hàng. Còn mình thì tập trung vào chia sẻ với khách hàng. Thậm chí là bên mình có thể tư vấn với khách hàng, ngồi nhắn tin một buổi sáng cũng được. Còn cái chuyện mua hàng là cái chuyện đó tính sau. Yeah. Miễn sao là để cho khách hàng an tâm và thoải mái. Mình trấn an tư tưởng cho khách hàng trước. Tại vì thường những khách hàng mà tìm đến đá phong thủy là cuộc sống họ đang có bế tắc. Yeah. Yeah. Có một cái kỷ niệm nào, một khách hàng nào đó mà chị không bao giờ quên là chị đã tư vấn và họ đã có một cái cuộc sống sung túc, phát triển và họ vui vẻ, họ yêu đời trở lại? Trong 2 năm để kinh doanh bóng đá phong thủy, thực sự là có rất là nhiều khách hàng và ấn tượng đối với Duyên. Thực sự là có một khách hàng mà mình nhớ mãi, có lẽ là cái sự kiện đó nó cũng mới vừa xảy ra đây. Chia sẻ với khách hàng là mình có quen một bé trên Facebook, thì hai chị em chỉ nói chuyện với nhau, nhắn tin qua lại thôi, và bé đấy cũng rất là quý và đã tâm sự với mình về cái chuyện tình cảm, đã chia tay rất nhiều lần, quen rất là nhiều người. Thì khi mà Duyên kinh doanh bóng đá phong thủy thì em cũng tin tưởng, và lúc đầu thì mọi người cũng chưa thực sự tin mua hàng để ủng hộ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng nói chuyện với em và mình thay đổi cái cách sống, cái tư duy của em trước. Mình nói em là nên thành tâm khi đeo đá phong thủy và chị tin chắc rằng mọi may mắn nó sẽ tới với em. Và sau 3 tháng sau thì em báo là chị ơi em có người yêu rồi. Một năm sau thì em kết hôn và em vừa mới kết hôn tháng 10. Yeah. Đó là có lẽ đó là một cái kết thúc có hậu cho cả người bán và người mua. Và mình cũng vui lây. Dạ, đúng rồi, rất là vui. Cảm ơn chia sẻ của chị Duyên ạ. Còn đối với anh Sĩ thì sao ạ? Có một khách hàng nào đó hoặc một ngôi nhà nào đó đã tìm đến anh như một cơ duyên và anh tư vấn cho họ lắp đặt một cái hệ thống bếp rất là ưng ý ạ? Bên đội ngũ mà lắp đặt bên của đại sĩ Phú thì lấy tiêu chí là an toàn là làm đầu. Nên trong quá trình mà thi công thì nhân viên đại sĩ Phú là lúc nào cũng happy ấy. Nhìn anh chủ với cái tiêu chí ngay từ đầu của anh là vui vẻ, cởi mở, thân thiện là chắc chắn là Bích Nga hiểu là tại đại sĩ Phú cái môi trường làm việc đó như thế nào rồi. Dạ, như vậy thì anh có lời nào muốn chia sẻ với các bạn trẻ khi các bạn đang đi tìm một con đường khởi nghiệp của mình, chọn một cái nghề nghiệp nào đó để làm, thì anh sẽ nói gì? Lời đầu tiên mình chia sẻ với các bạn mình nếu mới khởi nghiệp thì trước tiên là phải chịu khó. Lúc chịu khó thì ai mà chịu khó thì lúc nào cũng sẽ có con đường thành công. Thứ hai và là đam mê, làm một cái gì phải đam mê. Mình đam mê thì mình phải trau dồi những cái sản phẩm mình ra giống như một đứa con tinh thần á. Thì nó mới hoàn hảo được. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ ạ. Còn đối với chị Duyên thì như thế nào ạ? Bên Nga thấy là một cái slogan đi ha, là phong thủy như ý, vận mệnh trong tầm tay. Không biết là thông qua câu này thì chị muốn nhắn gửi điều gì đến với tất cả mọi người? Khi mà mình xây dựng thương hiệu với công ty đá quý phong thủy như ý thì cái câu slogan mình đã rất là nhức đầu. Nhưng mà cái ý nghĩa sau cùng khi mà mình chọn cái câu vận mệnh trong tầm tay á, thì mình muốn nhắn gửi với tất cả khách hàng là cuộc sống của các bạn đau khổ, hạnh phúc, sướng hay khổ đó là do các bạn, không phải là yếu tố số phận như nhiều người thường đổ thừa cho số phận hoặc là kêu là mình không được may mắn.
thực sự là để có được thành công bạn phải phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Dạ, chị quan niệm như thế nào về công việc hiện nay chị đang làm ạ? Thì quan niệm là công việc của mình là chia sẻ cái may mắn với khách hàng. Mình đưa cho giải pháp cho khách hàng về những yếu tố về tâm linh. Bên cạnh đó thì Duyên cũng có nhiều kiến thức liên quan về kinh doanh hoặc là các mảng khác, thì Duyên vẫn có thể ngồi tư vấn với khách hàng được, cho khách hàng một cái hướng đi đúng. Như vậy thì kế hoạch của cả hai anh chị cho thương hiệu của mình, cho công ty của mình trong thời gian sắp tới như thế nào ạ? Năm 2018, cuối năm 2019 thì ngồi làm bếp, thì anh chuẩn bị ra một cái thương hiệu là Vua Bếp, là chuyên cung cấp những mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu để phục vụ bà con là tiếp cận với những sản phẩm công nghệ mới bây giờ. Thứ hai là cũng đang qua năm hay đầu 2019 thì mình sẽ triển khai cái điện năng lượng mặt trời trên mái nhà. Người dân cho người dân cái là tiếp cận được cái công nghệ sạch, là vừa dùng điện trong nhà mà vừa có thể bán được cho nhà nước. Rất là thú vị. Tức là bây giờ là Đại Sĩ Phú sẽ có thêm cái mảng nữa là lắp đặt hệ thống điện mặt trời, lắp đặt trên pin năng lượng mặt trời ở trên mái nhà. Là ví dụ mình nhà mình có diện tích nhiều đúng không, thì mình lắp đi, nếu mình sử dụng không đủ nhu cầu, công năng mình cao hơn thì mình dùng để mình tiết kiệm tiền, còn nếu mà mình nhà mình sử dụng thấp hơn thì mình có thể chuyển ngược lên mạng lưới điện mình bán. Cái này là có công văn của Thủ tướng Chính phủ. Rất là thú vị. Hy vọng là trong một vài số tới đây thì Bích Nga sẽ được phỏng vấn anh Sĩ với cái nghề tiếp theo, đó là cung cấp các giải pháp về điện năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình. Đúng cảm rồi. Ơn anh rất là nhiều ạ. Còn kế hoạch của chị Duyên trong thời gian sắp tới cho Đá Phong Thủy Như Ý như thế nào ạ? Bên Như Ý có xây dựng một cái kế hoạch bắt đầu từ 2019 sẽ đưa thương hiệu đá quý Phong Thủy Như Ý trở thành một thương hiệu số 1 tại Việt Nam về cung cấp đá phong thủy đa dạng chất lượng cũng như là tư vấn đúng cung mệnh. Đưa sản phẩm của Như Ý ra quốc tế. Thật ra thì hiện tại bây giờ sản phẩm của Như Ý đã được đi nước ngoài rất là nhiều rồi, khách hàng quốc tế rất rất quan tâm và ủng hộ. Thì trên cái nem cạc của công ty Vizin bây giờ cũng có in hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Như vậy thì thường là khách hàng tìm đến với chị là những đối tượng khách hàng như thế nào ạ? Thường khách hàng tìm tới Đá Phong Thủy bên Duyên là những khách hàng hoặc là dân văn phòng. Thì những khách hàng đó họ rất là quan trọng với việc trong công việc cũng như là trong cuộc sống của họ. Thì họ cũng đã tìm hiểu về đá phong thủy rồi, nhưng cái vấn đề là tìm được cái địa chỉ uy tín để họ mua hàng, cũng như là tìm được cái nơi mà tư vấn cho khách hàng đúng cung mệnh. Cảm ơn chia sẻ của chị ạ. Anh Sĩ có đôi lời muốn khép lại chương trình ngày hôm nay. Nhân chương trình chuyện nghề, công ty Đại Sĩ Phú xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc đã đồng hành cùng công ty Đại Sĩ Phú trong thời gian qua và đã ủng hộ tin tưởng sản phẩm thiết bị nhà bếp Akia. Chúc quý khách hàng mạnh khỏe, hạnh phúc. Như vậy thì xin được hỏi là theo kinh nghiệm của các anh chị á, thì đâu sẽ là những yếu tố thành công cho những người kinh doanh trong các lĩnh vực mà như các anh chị đang làm? Xin mời chị Duyên ạ. Đối với lĩnh vực đá phong thủy thì Duyên nghĩ là cái yếu tố thành công nhất đó là mình là cái người mà phải tìm hiểu rõ, có cái kiến thức về chuyên môn phải nắm chắc. Thứ hai là mình phải có đội ngũ nhân viên chăm sóc trước và sau bán hàng, cái đấy vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như mình tập trung vào điểm bán hàng thì sau khi bán xong rồi khách hàng sẽ bị bơ vơ, mà phong thủy là mình sẽ cùng chia sẻ với khách hàng theo một cái chặng đường rất là dài. Yếu tố thứ ba đó là yếu tố về xây dựng thương hiệu. Khi mà mình đã xây dựng một cái thương hiệu uy tín, địa chỉ tin cậy rồi thì khách hàng họ sẽ tìm về với mình. Như vậy thì nó mới tạo lên được cái sự thành công. Cảm ơn chia sẻ của chị Duyên với ba yếu tố vừa rồi. Còn đối với anh Sĩ thì sao ạ? Ba yếu tố mà anh lựa chọn là gì ạ? Thì vấn đề đầu tiên là về chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm nó sẽ quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Thứ hai là dịch vụ sau bán hàng. Nói chung là một sản phẩm mà muốn ra ngoài thị trường thì không phải là mình bán xong là hết trách nhiệm đâu. Cái dịch vụ sau bán hàng mới là vấn đề quan trọng để người ta có thể mua tiếp hay không. Và thứ ba là vấn đề về giá. Giá cả hợp lý. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ rất nhiều. Ngày hôm nay Bích Nga cảm ơn cả hai anh chị đã đến tham gia chương trình và giúp cho khán giả của chương trình Chuyện Nghề hiểu rõ hơn về công việc mà các anh chị đang làm. Chúc cho các anh chị thật nhiều sức khỏe và tiếp tục thành công với công việc của mình. Xin cảm ơn.
Thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời đã giúp cho chúng tôi khép lại chương trình Chuyện nghề ngày hôm nay. Bích Nga và những người thực hiện chương trình muốn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng tuần tới là vào lúc 19 giờ tối thứ năm trên kênh HTV1. Kính chào tạm biệt quý vị.